5 tips hữu ích để thu hút follower trên mạng xã hội dành cho bạn. 1. Hiểu đối tượng mục tiêu của bạn. Bạn có biết khách hàng mục tiêu của mình thích gì không? Họ thích giao tiếp như thế nào? Họ thích ăn gì? Trang phục ưa thích của họ là gì? Xu hướng đọc thông tin và xem các quảng cáo của họ như thế nào? Việc có những câu trả lời cho các câu hỏi này có thể giúp bạn thu hút và giữ chân follower lâu hơn. 2. Tạo nội dung đa dạng. Khi bạn tìm kiếm cụm từ Mary Amwester là một doanh nghiệp chuyên về các loại sách tham khảo, đặc biệt là các bộ từ điển. Mary Amwester đã tham gia vào nền tảng Twitter với 1 triệu người theo dõi và con số này được dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Bạn đã đọc đúng đó, một cuốn từ điển có hơn 1 triệu người theo dõi. Vậy lý do tại sao? Bởi vì họ tạo ra nội dung độc đáo, kịp thời và vui nhộn để thu hút follower quay lại xem nhiều hơn. Các câu đố, bài đăng về thông tin sự kiện, thông tin mới nhất trong ngày và các nội dung thú vị khác giúp doanh nghiệp 100 tuổi này tăng thêm hiệu quả truyền thông xã hội. Họ cũng được đánh giá cao về tính nhất quán, đăng tải nội dung đều đặn hàng ngày. Nếu thương hiệu của bạn không tiếp tục chia sẻ, thì khách hàng của bạn cũng vậy, không tiếp tục theo dõi. 3. Xây dựng cộng đồng. Khách hàng không chỉ muốn biết thương hiệu của bạn đang làm gì, họ còn muốn biết những người khác đang làm gì, đặc biệt nếu điều đó liên quan đến việc những follower khác tương tác với sản phẩm của bạn. Depop thường được quảng cáo là một nửa Instagram, một nửa eBay, là một ứng dụng mạng xã hội cho phép khách hàng mua và bán các sản phẩm thời trang đã qua sử dụng. Depop phụ thuộc rất nhiều vào nội dung do người dùng tạo, hoạt động marketing trả phí và các influencer. Chiến lược truyền thông xã hội của Depop rõ ràng đang đi đúng hướng vì nó đã thu hút được 15 triệu người dùng theo dõi và con số này đang tiếp tục tăng lên. Nhờ đó Depop đã tạo ra một cộng đồng có sự gắn kết cao, thường xuyên theo dõi mọi hành động của thương hiệu. Xây dựng cộng đồng còn có thể giúp thương hiệu tương tác tốt hơn với người tiêu dùng và tạo tương tác cho nhóm khách hàng chung sở thích. Điều đó sẽ giúp bạn dễ dàng lấy được ý kiến đánh giá của họ về những sản phẩm dịch vụ cung cấp. 4. Mở rộng cách thức liên lạc. Bạn có đang nói chuyện với khách hàng của mình? Nếu khách hàng của bạn nhận thấy kênh của bạn tràn ngập các thông tin bán hàng, họ có thể rất dễ dàng từ bỏ việc theo dõi thương hiệu. Mở rộng cách thức liên lạc giúp bạn có thể trò chuyện, tương tác gần nhất với khách hàng của mình. Hãy đặt câu hỏi cho khách hàng để tìm hiểu điều gì đang thực sự hiệu quả với họ và điều gì khiến họ khó chịu với tư cách là một thương hiệu. Những ý kiến được tiếp thu và sửa đổi sẽ giúp khách hàng cảm thấy được kết nối nhiều hơn với thương hiệu và khách hàng sẽ nhận thấy thương hiệu thực sự quan tâm tới trải nghiệm của họ khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Kết quả là họ sẽ yêu thích và gắn bó hơn với doanh nghiệp cũng như cách kênh của bạn trên mạng xã hội. 5. Tạo nhiều tài khoản về các dịch vụ khác nhau trên cùng một kênh. Hãy học theo cách mà Fender đã làm và bạn có thể thành công với chiến lược của mình. Fender Guitar đã thành công tăng trưởng độ nhận diện cũng như số lượt follow trên mạng xã hội bằng cách tạo các tài khoản cùng một kênh cho mỗi hạng mục dịch vụ lớn của công ty mình. Nếu thương hiệu của bạn bao gồm nhiều thương hiệu con, hãy tạo nhiều tài khoản khác nhau trên cùng một kênh, bởi khách hàng của bạn sẽ bị loạn những thông tin đăng tải và khó định vị từng sản phẩm, dịch vụ trong tâm trí người tiêu dùng. Điều này không chỉ giúp thương hiệu truyền tải những thông tin đồng nhất, liên quan tới nhau mà còn giúp tăng độ nhận diện thương hiệu với khách hàng mục tiêu.